Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau trong những cái khung giờ quen thuộc các bạn ha. Chia sẻ thú âm niềm đam mê bất tận về thế giới cây kiểng. Thì quay trở lại thì mình sẽ quay cũng mình giới thiệu một số dòng cây kiểng, và đồng thời là mình muốn hôm nay muốn làm cái chủ đề là mình chọn cây để mình sang chọn cho nó phù hợp với tùy cái chủng loại cây, để cho nó sẽ tôn vinh cái nét đẹp của cây hơn. Bởi vì khi mà các bạn nhìn thấy cái cây, không phải là cây nào cũng ta đưa vô cái chỗ nào cho phù hợp. Nhưng mà nói tóm lại thì các bạn cứ làm theo sở thích của mình đi. Nếu các bạn cảm thấy thích thú là ok rồi. Tôi chia sẻ trên cái quan điểm là chung nằm trong cái số đông những người thích như vậy. Trước mặt của các bạn là những cái cây mai, cây quán thổ thôi. Đây là dòng mai chú thủy. Cây này là cây trung lưu các bạn. Còn cây này là cây kim giòn. Hiện tại bây giờ thì cái mai chú thủy thì nó thị trường nó nhiều quá. Phải nói là thị trường là cây kiểng là mai chú thủy nó rất nhiều đến mức độ mà khi mà người ta đi đâu cũng gặp mai chú thủy, lên trên mạng coi về cây kiểng là mai chú thủy nó chiếm lĩnh rất là nhiều. Thành ra khi mà bất cứ một cái dòng cây gì cũng vậy mà nó nhiều quá, cái cung cầu nó không có phù hợp thì nó rơi vô cái trường hợp nó khủng hoảng, nó thừa làm cây mất giá. Nhưng mà tuy nhiên các bạn ha, nếu mà mình chơi trong cái vấn đề là nghệ thuật, mình chơi trong vấn đề là cây kiểng cái bonsai, thì cái mai chú thủy bao giờ nó cũng đứng một cái vị trí nhất định. Suốt mấy chục năm nay cái mai chú thủy bao giờ cũng như vậy, nó không có phải như là những cái dòng cây khác. Bởi vì cái dòng mai chú thủy này nó có từ rất lâu đời rồi, ở các tỉnh phía Nam lâu đời lắm rồi các bạn. Hiện tại bây giờ là những cây nhỏ như thế này thì nó rất là rẻ. Người ta thường là rao bán vô mấy cái hội chơi cây kiểng, hoặc họ bán hay rao bán trên Facebook và trên TikTok đó, họ bán rất là rẻ luôn. Còn nhưng mà những cái cây lớn cũng có một giá trị riêng của nó. Có những cây mà mấy chục triệu, trăm triệu, 200 triệu vẫn có bình thường nha các bạn. Thành ra những cái người sành điệu, người ta chơi, người ta biết chọn đồ chơi. Nếu mà các bạn chơi mai chú thủy á, thì các bạn lưu ý nó rất nhiều dòng luôn. Các bạn mà ở vùng phía Bắc thì các bạn lưu ý ha. Mà chơi mai chú thủy thì chúng ta nên chọn cái dòng mai đen. Hiện tại bây giờ là dòng mai nu đen lá lớn. Các bạn ở phía Bắc các bạn trồng thì nó sẽ chịu được cái khí hậu miền Bắc rất là tốt. Còn những cái dòng lá nhỏ, những cái dòng cây lá nhỏ như thế này, tuy rằng là nó đẹp nhưng mà nó có cái nhược điểm rằng nó khí hậu mà lạnh quá đó các bạn, nó không có chịu được. Nhưng mà không sao, các bạn nếu mà chơi cái dòng nhỏ như tôi nè, các bạn cái dòng mini mà ôm vào người, ôm vào lòng thì các bạn cách chơi vẫn tốt, vẫn bình thường. Bởi sao? Bởi vì thơm quá, nó nhỏ mà các bạn. Các bạn khi mà Hà Nội miền Bắc nó chở rét thì các bạn đem nó vô nhà có gì đâu. Và khi mà trời nắng chúng ta là ôm em ấy ra ngoài phơi nắng cho em, khi mà trời lạnh chúng ta là ôm em vào lòng sưởi ấm cho em, thế là em vẫn phát triển bình thường cũng như là ở trong Nam thôi. Một đợt ra bông của nó thì hôm trước tôi có làm cái clip tôi chia sẻ với các bạn đó, một đợt ra bông nó tới hôm nay nó còn, là các bạn thấy không, chưa hết nè. Bông nó thì nó nở ngày nó tàn, nhưng mà bù lại nó có rất rất nhiều bông li ti như thế này nè. Nó đơm nhau nó nở, mỗi một chu kỳ mà nó nở bông của nó, nếu các bạn chăm sóc tốt, cây nó có nhiều nụ thì nó kéo dài trong vòng 2 tuần có khi hơn nữa. Các bạn cây này hơn 10 ngày rồi các bạn, thấy không? Là bông rất là nhiều và thơm lắm. Các bạn lưu ý là cái dòng mai chú thủy này á, bông càng lớn thì nó càng thơm nhiều. Thơm rất là nhiều. Còn những bông nhỏ nó cũng thơm mà nó không thơm bằng bông lớn, bởi vì cái mai lá lớn thì người ta vẫn thích cái dòng bông của nó to mà nó thơm nhiều. Còn cây này là cây lá trung, nó chỉ là trung thôi, không lớn lắm cũng không nhỏ lắm đó. Đồng thời là mai chú thủy, các bạn biết tôi thích làm sao không? Các bạn có thể là chơi cặp mai chú thủy cái tầm nó cao, có tầm 3 mét, cũng có 2,5 mét, 3 mét, có nhiều nhất là cái tầm khoảng chừng 2 mét đối lại. Nhưng mà lớn hơn vẫn có, người ta vẫn trồng được. Và đồng thời gốc rất là to luôn, gốc mà cái gốc của nó bị đế của nó ôm gì cũng có luôn. Và đồng thời chúng ta thu nhỏ lại như tôi có luôn. Các bạn có thể mà thu nhỏ xíu như vậy, trong cái dạng mà mini bỏ túi, bỏ túi nha, cầm tay là chuyện nhỏ, bỏ vô túi luôn, bỏ vô túi quần luôn. Còn sợ trong túi quần nó ngộp, đưa vô túi áo, bỏ đi chơi vẫn được luôn. Uống cà phê, ngồi tán ngẫu với bạn bè, ôm em đấy đi, bỏ túi xách đi, xách về. Rồi các bạn ha, tại vì khi mà các bạn mà chơi những cái dòng nhỏ, các bạn tạo những cái dáng quái á, thì các bạn rút từ cái cọng rễ của nó đó các bạn. Các bạn rút từ cọng rễ của những cây mẹ, cây lớn á, các bạn đi la cài đi chơi.
chơi chung mấy ông lão tiền bối mới có những cái máy chiếu thủy mà rễ cằn chịch ôm này, lâu lâu mấy ông cũng sổ bỏ à. Cái canh thường thường mà rễ nhiều, ngồi uống trà uống rượu với ổng rồi sứa rồi bắt đầu cái tâm tình đàn ông mà ông nào cũng có rượu vô chút xíu là tình cảm dạt dào, rồi xin mấy ông, mấy ông rút mấy cái rễ đẹp đẹp cong cong quẹo quẹo cho. Vậy các bạn ươm từ cái rễ các bạn đưa vô cái chung nhỏ nhỏ các bạn trồng, chơi cũng rất là hay, rất là thú vị. Rồi bây giờ tôi sẽ cái cây trung nu này tôi cũng xin thôi mình xin thôi, làm nghề gì thì mình hưởng nghề đó thôi các bạn ha, không có cái gì gọi là xấu hổ hết, bởi vì nhà vườn có rất là nhiều họ bỏ lăn lóc, mình cần mình xin gốc vậy cho tôi nuôi rất là lâu rồi. Các bạn thấy không, nó có một cái dáng này ha, cái dáng này nó vừa trực nó vừa huyền, thành ra mình phải chọn một cái chậu cho phù hợp với nó. Lúc trước tôi ươm nó đó thì tôi đưa vô một cái bình bông nè, bình bông của bà xã, xong rồi bà chân á, cái nó bị nứt á, rồi tôi tận dụng lại tôi trồng. Rồi sau bữa hổm trời mưa gió nó đổ cái nó bể mẹ bên đây rồi, thôi giờ tôi quyết định tôi bỏ luôn cho rồi đi. Nhìn đó em ấy tàn tạo á. Là các bạn, khi mà tôi nuôi á thì lúc bộ rễ nó yếu á thì mình chừa nhánh phóng cho nó nè ha, mấy cái nhánh này nhánh phóng để nó kích cái rễ của nó phát triển mạnh. Còn đó, mình ra mình chừa, khi mà bây giờ nó đạt tới cây nó sung túc rồi thì tôi không cần cái nhánh phóng này nữa, thì lúc đó, thì bây giờ tôi sẽ cắt cái bỏ đi thôi, bỏ thôi á. Bây giờ tác phẩm này giờ mình tỉa tót gọn lại cái là ok các bạn ha, tỉa tót sơ sơ thôi được rồi. Bây giờ tôi tỉa sơ sơ qua về đó các bạn, các bạn thấy không, rất yêu ha. Cây này là chưa có hoàn thiện đâu. Tôi thì tôi thích chăm sóc cây kiểng, hôm nào khỏe khoắn thì ngồi tỉa tót tán dốc cùng các bạn, còn hôm nào mệt thì thôi lên tưới nước tưới vài gạo nước cho cây nó sung sức vậy thôi, chứ chơi cây kiểng mà khi mà tỉa tót cây thì mình phải có một cái thời gian để thư giãn, các bạn mới tỉa cây được, chứ nóng tính cái tỉa cây cũng không được. Các bạn thấy không, cái bông nè, bông trung nu nè, đây nè, bông kim giọt, cái bông hai kích, cái kích bông nó cỡ bông nó khác nhau, các bạn thấy ha, rất dễ thương. Thôi giờ đập cái này ra, trước khi đập ra giờ mình chọn cái chậu ha, bây giờ chọn thử cái chậu coi, giờ chậu nào giờ ta, tôi có cũng rất là nhiều chậu, rất nhiều chậu ha. Lúc đầu thì tôi cũng mang cái chậu này ra, tôi tính để đưa cái cây mai này qua cái chậu này, nhưng mà tôi thấy cái chậu này tôi sẽ giữ lại để tôi cho cái dòng cây khác lớn hơn cây này đưa đây, thì nó nhìn cái chậu nó lớn quá nó không đẹp. Nhưng mà chơi cây các bạn lưu ý ha, nếu mà các bạn mà đưa vô cái chậu lớn á, tuy rằng nó không đẹp nhưng mà nó nuôi cây rất là tốt. Còn những cái chậu mà nhỏ đó, nó đẹp cây nhưng mà nó làm cho cây chậm phát triển. Thành ra khi mà các bạn đưa vô một cái chậu nhỏ rồi là các bạn giữ được cái phun cây các bạn không cho nó phát triển nữa, thì các bạn đưa vô cái chậu nhỏ. Cái chậu này nó lớn, bữa nào mình sang cái cây tùng la hán vô đây, giờ đưa qua bên. Giờ mình sẽ đưa qua cái chậu này đây, chậu nội ta. Mấy cái chậu này thì nó nhỏ quá các bạn thấy không, nếu mà đưa cái mai này vô chậu đồ vô dân thì đập chơi mày luôn đó, đập đi để tôi đưa thử ướm thử cho các bạn xem ha. Nè các bạn thấy không, nó để nó phát triển rất là nhiều nè đó, đó để phát triển rất là nhiều. Giờ tôi sẽ tỉa cây, tôi bỏ bớt cái rễ đi. Làm nhanh nhanh lên ha, để các bạn xúc cái ruột, chờ xúc ruột. Rồi khi mà mỗi lần mà sang cây các bạn tỉa rễ bớt cho nó để kích thích cái sự tăng trưởng của nó ha. Cây này mình đang trong cái thời kỳ mình vừa chơi, mình vừa dưỡng cây, mình vừa nuôi cây, thành ra tôi không có nóng dội để tôi đưa cái bộ đế nó lên. Còn có một số bạn thì thích cào cái rễ nó lên đó các bạn, cào cái rễ cho nó nổi cái rễ lên cho nhìn nó đẹp. Thì đương nhiên mình chơi cây kiểng mà bao giờ cũng vậy, các bạn mà đưa bộ rễ lên thì nó rất là đẹp, nhưng mà các bạn mà đưa sớm quá đó cái rễ nó bị chai, nó chậm phát triển lắm, cứ từ từ, không có nóng dội. Cái ngày chơi này tôi nóng vậy chứ cũng không đến nổi nóng chấp nhận được ai cũng vậy, nói chung là lúc vui lúc buồn lúc là nóng giận đó là chuyện bình thường, con người ta được ai cũng thế thôi, chứ làm sao mà thuộc cái dạng mà vô cảm mà thờ ơ với mọi việc trên đời được hết các bạn.
lúc vậy lúc khác chứ. Xong có khúc về người nó cũng có lúc vậy lúc khác. Chứ đâu phải là lúc nào cũng mặt trơ như đá cẩm thạch đâu. À, giờ tôi tỉa sơ sơ qua cái bộ đế này để tôi kích thích tự tăng trưởng của nó. Sau thời gian các bạn mà chơi nữa tốt rồi á, thời gian nữa các bạn sẽ cào lên cho bộ rễ nó nổi lên, nhưng mà tôi chưa muốn. Nếu mà các bạn đưa vô cái chậu này được không các bạn? Nó cũng được đó chứ. Mà ha, đưa vô chậu được cũng được. Nhưng mà trường hợp các bạn đưa vô cái chậu nhỏ như thế này là các bạn phải không muốn cho cây nó phát triển. Tôi muốn cho cây nó mập thêm chút xíu nữa. Thành ra tôi sẽ đưa vô cái chậu lớn hơn chút. Đó các bạn thấy không? Đây, dáng này à. Vừa bay huyền đây. Cái này nếu mình hồi đầu là chút xíu cũng đẹp lắm. Từ từ đi. Cứ từ từ rồi mình sẽ... Giờ tôi đưa vô thử cái chậu này coi. Đưa vô chậu này mình thích hơn. Đây là cái cây nhất chi mai. Tôi trồng nó mà tôi ghét cái cây này quá. Cái cây này các bạn biết không? Nó bị rầy lắm, trồng nó phun thuốc rầy hoài à. Thành ra hôm nay mình xử lý nó đi, nhổ bỏ đi, trồng lâu lắm rồi. Rồi sao cứng dữ trời, chứng tỏ là trồng này trồng lâu lắm rồi các bạn. Nó cứ rễ lên đây nè các bạn thấy không, cứng sợ luôn. Bởi vì tôi cái chậu mà bầu bầu như thế này nè, dặn hết nội công đấy, dặn hết nội công anh nổi ra. Đây nè, thấy không? Đây này tôi trồng nó cũng lâu lắm rồi á, bỏ đi. Rồi bây giờ mình có được, tôi tận dụng là cái chậu này các bạn thấy không, rễ nè quá trời đã, các bạn thấy không? Đây cái chậu này mình lúc trước á, cách đây mấy năm về trước, thời trai trẻ, thời nó còn sung lắm, khỏe, trẻ khỏe, thường uống rượu, đi đâu cũng gì cũng có rượu, mua mấy cái bình đi du lịch á, mua mấy cái bình rượu cần ở Tây Nguyên về uống xong là tận dụng lại làm chậu. Khi mà tận dụng làm chậu, trời, bà xã bó khoái quá trời luôn, bà xã nào cũng vậy, bó khoái mấy ông chồng tiết kiệm, mấy ông chồng càng tiết kiệm mà bó khoái càng xái, bó khoái phái phái thì bà thưởng hoài. Tôi cũng tận dụng lại, rồi nói chung là mình thấy mình tạo cái gì mới là lạ. Cái chậu này làm tôi tự làm, lấy đá cắt thì mình cũng học trên mạng thôi. Trên mạng người ta chia sẻ cho nhau, mình thấy hay. Cái lỗ này đáng lý thì khoan, mà mất công đi mua quá à. Phải đi mua cái lưỡi khoan á, bạn lưỡi khoan dòng á. Không có một bạn mua lưỡi khoan thì các bạn dùng đá cắt á, đá cắt gạch, các bạn xẻ đường rãnh gì cũng được rồi. Miễn có chỗ thoát nước, ok. Thôi giờ tôi sẽ đặt cái cây mai này vô. Đáng lý là tôi chuẩn bị sẵn một cái thang tổ ong này rồi, tôi đập, tôi chèn ở dưới cho nó thoát nước tốt. Nhưng mà cái lỗ này, cái lỗ chèn này, nó cái lỗ thoát nước này nó nhỏ, nó không có lớn, thành ra mình không cần thiết để mình chèn. Giờ tôi sẽ bỏ trực tiếp cái giá thể trồng của mình á, thì các bạn có thể là mua đất dinh dưỡng họ trồng rau á, nhưng mà đất dinh dưỡng đó thì nó ưa bị nén chặt, nó làm cho cây chậm thoát nước. Thì các bạn mua đất dinh dưỡng về thì các bạn có thể là trộn thêm cái tỷ lệ là thêm 50-50 cũng được, là thang tổ ong, hoặc là các bạn có thể là trộn thêm sư dừa, hay là trộn thêm cái vỏ lúa, vỏ đậu phộng gì cho cái đất nó xốp lên để cho nó thoát nước tốt. Bởi vì khi mình chơi cây kiểng này, các bạn chơi cây kiểng thời gian này nó sẽ bị cái rễ của nó sẽ đan kín vô chậm, không thoát nước được. Thành ra tôi trộn nè, giá thể này tôi đã trộn sẵn rồi, giờ tôi bỏ ở đây. Các bạn thấy không? Đưa vô cái chậu này cũng được ha. Được không? Chậu này cũng được ha. Kệ nó tạm thời đấy, chơi. Đó, giờ cái cục này đưa vô đây là các bạn thấy không? Nó bự chậu á vậy nè. Bự giờ phải xẻo nữa nè. Ok, cái này đi. Giờ tôi phải tiếp tục tôi phải xẻo. Tiếp tục tôi xẻo cho nó vừa cái lỗ này. Cái chậu nhỏ thì không sao. Nếu mà trường hợp các bạn mà trồng cây á,
các bạn mà đưa vô một cái chậu lớn thì các bạn nhớ ha, các bạn mua cái loại chậu cái miệng nó le như thế này đây, miệng le thế này, à nó le thế này, bao giờ các bạn mua chậu cái miệng nó le như thế này, nè, đáy nó nhỏ trên miệng nó rộng chi à, để rút ra cho nó dễ. Còn hồi nãy các bạn thấy không, cái chậu quỷ nó túm túm cái miệng này nè, trời tôi rút muốn chết luôn á, rút muốn hụt hơi luôn á, tại vì khi mình túm túm miệng là rồi á, cái nữa cái rễ nó ra đó, thì các bạn cần lấy ra, các bạn lấy ra rất là khó, hoặc là nhiều người người ta nóng tánh người ta đập luôn, mất tốn tiền mua chậu khác. Thành ra khi mà mua chậu các bạn lưu ý đừng có ham mấy cái chậu mà cái miệng túm túm, miệng túm túm, có nhiều người nói nhìn cho nó hay hay, cho nó lạ lạ, cho nó đẹp đẹp, cho nó lãng mạn, tôi thấy lãng mạn đâu, không thấy, tôi thấy lãng xẹt cho có. À, giờ tôi rốt cuộc cái miệng này nó nhỏ quá, tôi phải cắt bỏ rễ nó, các bạn đưa vô nó mới vừa. Mai chú thủy các bạn yên tâm thì nó không có chết đâu. À quên nữa, à, các bạn ở phía Bắc mà trồng mai chú thủy, à, các bạn nên bỏ gì rồi, các bạn nên tiến hành trồng vào cái mùa nóng ha, mùa ở quả mùa nóng tháng mấy ta, nói chung là tiến hành các bạn trồng vô khoảng cuối xuân đầu hè, cuối xuân á hay đầu hè cũng được, bởi vì cây mai mà cây kiển ở miền Nam mà các bạn chuyển vào phía Bắc á, các bạn này vô mới gặp cái thời tiết nó lạnh á, nó lạnh nó đột ngột, nó cây nó không có chịu, nó không có chịu lạnh đột ngột thì nó dễ bị chết lắm. Thành ra các bạn phải cho nó tập từ từ cho nó quen dần với khí hậu. À, cái cây cũng phải dụ nữa, nhiều người nói cây vô chi vô giác này cũng phải dụ, à, đâu phải em bé đâu phải dụ, tôi như mấy cô gái đâu phải dụ dỗ, không phải đâu các bạn. Trồng cây cũng như vậy các bạn, các bạn cũng phải tập cho nó cái môi trường sống cho nó quen dần dần rồi cây nó mới phát triển tốt. Chứ nếu mà các bạn đưa vào một cái môi trường mà đột ngột á, cái môi trường mà lạnh đột ngột cái cây nó không có chịu được đâu. Rồi các bạn thấy không, khi mà tôi cũng đã trồng xong một cái cây này rồi, các bạn thấy khi mà đưa vô cái chậu này nó cũng phù hợp đấy nhỉ, ha đó ha, phù hợp không, cũng phù hợp đấy ha. Hồi nãy thì nó trồng vô cái bình xấu quá, giờ đưa vô cái chậu này cũng được á, à, cưng ha, cưng xỉu luôn. Giờ thì mình làm tới cái cây gì nào để ta, giờ thì mình hôm trước mình cũng nói với các bạn là tôi mua cây này nè các bạn, tôi mua cây này một thời gian rồi, xong rồi tôi dưỡng là tôi để cho nó quen với cái khí hậu chỗ cái khu vực của tôi nè, giờ tôi thấy nó cũng ổn định rồi, ổn định nó lên rồi, giờ mình đưa nó vô chậu để cho chậu nó cứng cáp cho nhìn nó đẹp hơn. Xé từ từ ha, trời ơi cái cây này họ trồng đất sét ông ơi, đây họ trồng đất sét, đất sét á, các bạn thấy không, đất đây họ trồng cây này toàn là than tổ ong không, các bạn thấy không, toàn là than tổ ong nha, nè thấy là cây này nó chịu than tổ ong, chịu than tổ ong. Bởi vậy khi mà những cây lạ lạ về mình xem thử coi trong thành phần đất nó có gì, thôi tạm thời tôi đặt tạm vô đây, bởi vì cái cây này mình đang nuôi nó, cái bộ rễ của nó đó, cái bộ rễ của nó chưa có phát triển ra nhiều, thành ra cái đất này nó cũng đủ cho cây này nó sống cũng được, cũng khoảng là thêm 6 tháng nữa. Thôi giờ tạm thời tôi cứ để như vậy đi, để nó vô như vậy rồi cái cây nó phát triển cứng rồi, khi mà cái rễ nó đang đầy hai bên rồi thì mình sẽ thay sang một cái chậu lớn hơn để cây phát triển, và đồng thời để mình cho một cái chậu đẹp hơn. Các bạn lưu ý khi mà những cái dòng cây lạ về, các bạn xem cái chất trồng của người ta, cũng như là tôi thấy cái chất trồng của cái cây tuyết tùng này á, tuyết tùng Nhật này á, nó toàn là than tổ ong hay là đất ba gian đất đỏ không, lơ mơ mà về mình thay cái đất khác là nó cũng có tỏi á. Cái trồng cái này thì các bạn không cần tưới nước nhiều, khi nào các bạn thấy cái mặt của nó khô á, nó khô đất ở trên mặt là các bạn tưới nước cho nó được rồi, chứ không cần ngày nào cũng tưới là cây nó sẽ dễ bị chết ngộp. Rồi tiếp đó tôi cũng sẽ sang chậu cái dòng cây này, nghe nó còn khó tánh nữa đó, giờ mình cũng đang trồng thử nghiệm thôi, nghe nói cây này thằng ông nội này cũng khó chịu lắm, bởi vì nó xíu vậy 80.000 đó, cho mình xem tới đất trồng thôi nè, đất trồng của cây này nó cũng toàn là cái đất này, các bạn thấy không, cái đất lạnh như là cái đất sét hay đất phù sa, nó cứng vậy, tôi không dám đụng chạm cho nó đâu, tôi cứ để vô luôn đi. Rồi giờ tôi sẽ trồng vô đây, đập than tổ ong vô, đập than tổ ong vô cái đáy này ha, than tổ ong vô, tôi sẽ để nhẹ nó vô thôi các bạn, để
cái nhẹ vô hả? Rồi phủ thêm một lớp đất dinh dưỡng, phủ thêm lớp đất dinh dưỡng. Rồi rồi chúng ta đặt nhẹ mấy vô, nhẹ nhàng thôi nha, từ từ nha, từ từ dụ nha, bé còn nhỏ lắm, phải dụ bé từ từ, bạo lực không có được đâu. Cây này, cây này gọi cũng là họ nhà tùng, cây này gọi là cây tùng bồng lai, còn có một cái tên gọi khác là tùng xương cá. Nghe tùng bồng lai thì nghe cái tên nó có vẻ nó lãng mạn hơn, nó phù hợp nhưng với chơi bonsai hơn. Còn cái tùng là tùng xương cá, nghe cái tên nó bụi bặm, nghe nhậu, cái tên mấy ông nhậu thích, tùng xương cá mấy ông nhậu thích lắm, nghe mùi cá mà. Mắm cá mấy ông nhậu thích. Đó. Trồng cây vừa vừa thôi các bạn, không có lèn chặt quá nha. Các bạn lèn chặt rễ của nó sẽ khó phát triển. Vừa phải thôi. Rồi, ok, rồi xong rồi. Vậy là hôm nay tôi cũng đã hôm nay là chia sẻ với các bạn là cái vấn đề là sang chậu, với đồng thời một chút tản mạn về cái dòng mai chiếu thủy trong cái tình hình hiện nay, thị trường hiện nay, cái thị trường mà mai chiếu thủy hầu như không riêng mai chiếu thủy mà tất cả những cái dòng cây kiển nó rơi vào một cái trạng thái giống như cái trạng thái ngủ đông. Ở xứ lạnh người ta ngủ đông, còn xứ mình ta ngủ hè, trời nắng quá trưa nhà trốn nấp nó buồn tạnh nó lẳng là, nhưng mà sau cơn mưa thì trời lại sáng. Tôi hy vọng rằng cái nghề chơi cây kiển này nó khi thì nó giống như một cung đàn các bạn. Lúc thì réo rắt thì lúc thì chậm bỏng thôi, thì nó làm như vậy thì nó mới kích thích cái sự chơi, sự ham muốn của người chơi. Thì mong một ngày nào đó thì nó sẽ trở lại sôi động như cái thời kỳ mà thời kỳ trước dịch đó. Cây kiển nghề lắm, vườn nào cũng mầm buôn bán dữ dội lắm. Rồi đến đây mình cũng phải nói lời chia tay với các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Mấy cụ sung quá ha. Mấy bạn hỏi tôi cô ông sung sao sung dữ trời. Tôi nói mình có gì đâu, mình cho ăn đầy đủ nó sung có gì cô dễ nuôi mà. Rồi mình nói là chia tay với các bạn thôi, cái dông nó dài nó mãi cũng vậy thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp. Nếu ngày mai tôi có hứng thú tôi tiếp tục tôi làm clip tôi chia sẻ với các bạn. Những ngày nào thí dụ như lên trên mạng các bạn lâu không thấy tôi, các bạn biết là mình, sức khỏe mình không được tốt đó, thì mình tạm thời mình nghỉ, nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức. Bởi vì mình có sức khỏe, muốn có sức khỏe tốt thì đầu tiên mình phải được cái tinh thần thoải mái và vui vẻ, thì mình nó là một cái biện pháp rất là hữu hiệu để mà ngăn ngừa những cái bệnh tật, nhưng mà điều trị bệnh cho nó dễ dàng hơn. Rồi bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp.